Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi giúp Lăng Hàn Tự diệt trừ ngoại địch và nội gián, Từ Dương đã biết được ngôi chùa này được thành lập bởi Đại sư Tuệ Hòa. Trong ấn tượng của Từ Dương, năm xưa Tiểu Hòa Thượng luôn lẹo đẽo theo sau hắn đòi bái sư, không ngờ lại thật sự làm được như lời đã nói. Tuy nhiên, khi biết Tuệ Hòa không còn ở Lăng Hàn Tự, Từ Dương có chút thương cảm, đi đến trước cây cổ thụ đã héo khô, biết được đây chính là hạt giống linh quả năm đó. Từ Dương lập tức chạm tay vào gốc cây, ngay sau đó, cổ thụ đã sinh sôi nảy nở tràn ngập sức sống, đây cũng chính là nguyện vọng hắn muốn làm cho Tuệ Hòa. Chứng kiến cảnh này, Đầu Ưng bất giác sững người, lúc này hắn bắt đầu hối lỗi về hành động của mình. Vốn không định nói ra sự thật này, nhưng nhận ra sự khác lạ của hắn, Từ Dương đã lập tức tra hỏi, vì đã thử qua sức mạnh của Từ Dương nên gã chỉ có thể thành thật trả lời. Ta và Tuệ Hòa là sư huynh đệ lớn lên cùng nhau từ bé, sư huynh của ta cái gì cũng hơn ta, Lăng Hàn Tự công pháp cao siêu cũng không tới lượt ta. Kim Quang Thế Bồ Tát là con đường ta duy nhất để ta tu luyện, ta thể sẽ lấy nó và tìm ra bí mật vĩ đại nhất ẩn bên trong. Đáng tiếc, sư huynh luôn đề phòng ta. May mắn trời cao có mắt, sư huynh mấy ngày trước đột nhiên cảm thấy mình thọ mệnh không đủ, muốn cưỡng ép bế quan kéo dài tuổi thọ, để chờ người truyền thừa xuất hiện, đây là thời điểm tốt nhất để ta lấy đi Kim Quang Địa Bồ Tát. Đáng tiếc sư huynh, hắn dù sao cũng đề phòng ta, dùng hộp giả dụ ta vào phòng trong, sau đó, tại chỗ vạch trần kế hoạch của ta. Ta thẹn quá hóa giận, dùng vạn tư tiên ngôn, phong ấn Phật hồn của ca ca, ném vào ổ yêu quái ở vực sâu vạn trượng. Từ Dương nghe xong bất đắc dĩ thở dài nói, ta biết người đời đều vì dục vọng mà sống, ta không nghĩ các ngươi sẽ khó tránh khỏi. Nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi sẽ buông bỏ chấp niệm và tập trung vào Đức Phật, chắc chắn ngươi có thể đạt được những thành tựu to lớn. Mẫu Ưng nghe xong như tỉnh ngộ, hắn định tự vẫn lấy mạng của mình xuống dưới suối vàng, đền tội cho sư huynh, thế nhưng Từ Dương đã phát hiện ra và ngăn cản hắn. Sau đó, để tạ lỗi cho hành động thiếu suy nghĩ của mình, Mẫu Ưng đã chủ động dẫn Từ Dương tới Vạn Ma Xảo để tìm Huệ Từ. Cũng trong lúc này tại Vạn Ma Xảo, nữ vương xinh đẹp đã tự tay xử lý một số trưởng lão không an phận. Sau đó, nàng cũng phân phó xuống bên dưới một tin tức quan trọng. Phàm là những kẻ dám giở trò sau lưng sẽ lập tức phế bỏ võ công. Bên cạnh đó, 3 ngày sau, tất cả đều phải tụ hợp ở chỗ của nàng. Một đại hội sẽ được diễn ra, đến lúc đó, ta sẽ ban phước cho các ngươi, cùng chia sẻ thịt thần tăng sẽ giúp các ngươi như được tái sinh một lần nữa. Quay trở lại với đám người Từ Dương, dưới sự dẫn đường của Mó Ưng, rất nhanh tất cả đã đến Vạn Ma Thâm Uyên của Vạn Ma Xào. So sánh với linh khí dày đặc xung quanh Lăng Hàn Tự, yêu khí ở đây cũng rất dồi dào, có thể so sánh giữa thiên đường và địa ngục. Ngay khi bọn họ vừa đặt chân đến, cao tầng ma tộc không biết xảy ra chuyện gì, đều gấp rút bay về phía trung tâm vực sâu vạn trượng. Thấy vậy, Mó Ưng vô cùng lo lắng, chẳng lẽ sư huynh của mình đã bị đám yêu quái này ăn thịt rồi hay sao? Sự hối hận trong mắt hắn càng tăng lên vài phần. Ngươi không cần quá bi quan a, ngươi cũng đừng quên, Tuệ Hòa là một thần tu, là Lăng Hàn Tự Phật hồn, làm sao có thể dễ dàng bị diệt như ngươi nói. Trừ phi tuổi thọ của hắn sắp tận, theo suy đoán của ta, chỉ với những con quỷ này, thật khó để đánh bại anh ta trong một thời gian ngắn. Những lời của Từ Dương giống như bổ viên thuốc trấn an Mẫu Ưng đang bồn chồn, và cuối cùng cũng khiến tâm trạng của anh ấy dịu đi rất nhiều. Vậy chúng ta nhanh đuổi tới xem kết quả một chút a. Bất quá trước khi đi, ta cảm thấy các ngươi hẳn là cần thay đổi một chút dung mạo. Với diện mạo nam thanh nữ tú này, đi đến chỗ nào đều quá đáng chú ý, chúng ta không bị phát hiện cũng khó. Nghe vậy, Từ Dương lập tức phất tay, biến đổi bộ dạng của người thành nửa người nửa quỷ. Sau đó, bọn họ cũng tiến về khu vực trung tâm. Trên đường tiến về phía trước, cả đám Từ Dương nghe được một vài yêu nhân bên cạnh bàn tán sôi nổi. Này, người nghe nói chưa? Sắp tới, nữ hoàng bệ hạ sẽ mở yến tiệc mừng với người của yêu tộc. Nghe nói, nàng thu được rất nhiều, thân thể thánh tăng. Trong đó, có một hòa thượng đã đạt đến cảnh giới thần tăng, chỉ cần một ngụm đạo huyết của hắn có thể bằng 10 lần tu luyện đạo quả nhập thể ma nguyên. Từ Dương và 5 người nghe rõ ràng đằng sau hai con yêu nhân này và họ hiểu tại sao Vạn Yêu Thâm Uyên lại náo nhiệt như vậy. Xem ra, phán đoán của mọi người không sai, thánh tăng hẳn là còn sống, hiện tại lại ở trong tay ma hậu, đã là phúc trong họa. Tuy nhiên, Mẫu Ưng vẫn vô cùng lo lắng, dù sao đây cũng là địa bàn của những yêu ma khác, chúng ta không thể không mang người đi, có thể thành công hay không cũng rất khó nói. Mặc dù hoàn cảnh tu luyện của yêu ma không thể so sánh với môi trường tu luyện của nhân tộc, nhưng sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ cường đại. Nếu như các ngươi ở địa bàn của bọn chúng phạm sai lầm, e rằng sẽ liên lụy các ngươi, đây dù sao cũng là chuyện của Lăng Hàn Tự chúng ta. Đến đây thì cũng hết tập 53 Luyện Khí 10 Vạn Năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.